Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình giới thiệu về một món, đó là hoa thiên lý xào tỏi. Thì không có thịt bò nha mọi người nha, chỉ có là thọt, chỉ có là xào tỏi không thôi. Nhưng mà cũng rất là hao cơm. Thì đầu tiên là mình sẽ cho chảo bỏ dầu vào xong một chút thôi. Khoảng một vài giây thôi là bắt đầu mình cho tỏi vào thì là bình thường á. Như mọi người mà xào tỏi, phi tỏi thì là mọi người sẽ thái rất là nhỏ xong rồi phi thật thơm lên xong mới cho hoa thiên lý vào. Nhưng mà mình đây thì là mình thích ăn tỏi, tỏi mà nó có miếng như này này để ăn chung với rau luôn ấy. Thì là mình chỉ có đập dập cái tỏi thôi chứ mình không có thái nhỏ. Thế nên là mọi người nhìn thấy từng miếng tỏi như vậy thì mình sẽ ăn chung với hoa luôn. Với lại mình cũng sẽ không xào thơm, thật là thơm cháy cháy đâu. Mình chỉ xào một chút thôi, xong là tảo qua một chút thôi, xong là bắt đầu mình để nó vẫn còn hơi cái mùi tỏi nha. Ăn là sẽ, lúc mà mình ăn á, là nó sẽ hơn, có hơi còn cái vị tỏi một chút. Tại mình thích ăn như vậy, nó còn cái vị tỏi ấy, nó sẽ có chất hơn. Xong mình đảo qua một chút thì là mình sẽ cho hoa thiên lý vào. Bây giờ hoa cho hoa thiên lý vào thì là mọi người cứ để lửa bình thường nhé, chả cần phải to nhỏ gì đâu, cứ để lửa bình thường. Thì là bắt đầu là mình cho hoa thiên lý vào, xong rồi bắt đầu mình cho, bây giờ mình cho gia vị. Bây giờ là bắt đầu mình cho gia vị thì là mình cho, đầu tiên là mình cho muối nhá, muối bột canh ấy. Xong là một ít tiêu, một chút thôi, cái lị thêm một ít arugula nữa. Gia vị cũng không có gì đặc biệt cả mọi người ạ. Thì là mình cho một chút thôi, đừng cho nhiều quá, không là nó sẽ mặn. Thì là mình cho vào là mình đảo đều luôn. Thì là ở đây lúc mà mình chuẩn bị hoa thiên lý rồi ấy, thì là mình đã rửa sạch, mình để một lúc rồi nên là nó sẽ hơi khô cái hoa thiên lý. Nên là bây giờ mình sẽ cho thêm một ít nước vào. Tại vì là cái hoa thiên lý ấy, thì nó sẽ không có nhiều nước đâu, khi xào ra nó sẽ không chất ra nhiều nước. Nên là khi mà các bạn xào ấy thì là các bạn nên cho một chút thôi, giống như kiểu là một cái một chút thôi, chén con nước thôi, cho gọi là nó có ướt cái chảo thôi, để cho nó không bị khô cái hoa thiên lý ấy. Thì lúc mình ăn thì nó cái hoa thiên lý nó sẽ giòn mà nó sẽ thơm mà nó không có bị dai. Đó thì là mình chỉ cho, mọi người thấy không, thực ra là chảo không hề có nhìn thấy nước đâu, chỉ cho một chút thôi. Thì là mình cho vào đây để cho nó ướt cái hoa thiên lý. Xong bắt đầu các bạn cứ đảo đều lên, cứ nói chung là cứ đảo liên tục lên ấy, đảo qua đảo lại lên. Thì thực ra cái hoa thiên lý thì xào nó nhanh lắm, chỉ khoảng tầm hơn phút là nó đã chín rồi. Không cần, đừng có xào kỹ quá nha mọi người nhá, tại vì cái hoa thiên lý thì nó rất là nhanh chín, mà nếu mà xào kỹ quá thì là nó sẽ, thực ra nó sẽ không ngon đâu, nó sẽ mềm quá. Mình xào vừa phải thôi thì cái hoa thiên lý ăn cảm giác nó sẽ hơi giòn giòn một chút, không phải là giòn đâu mọi người ạ, mà cảm giác như là ăn nó rất là thơm, ăn rất là dễ vào cơm ấy. Đấy, mọi người cứ đảo qua đảo lại như vậy. Thì là mọi người đảo qua đảo lại mà mọi người thấy không? À, với lại mọi người chú ý nha, là hoa thiên lý ấy, lúc mà mình mua hoa thiên lý á thì là mình nên mua cái loại mà cái hoa mà nó chưa có nở hoa, tức là nó vẫn còn là nụ ấy, thì là càng ngon. Còn tất nhiên thì người ta bán thì người ta sẽ bán cả hoa cả bông nữa, cái bông mà nó nở rồi. Nhưng mà mình cũng nói chung là cũng nên chọn những cái loại mà nó có nụ mà nó chưa nở thì là ăn càng ngon hơn. Đấy, thì là đấy, đảo qua đảo lại như vậy là được rồi. Thì là nhanh chín lắm mọi người, chỉ hơn một phút thôi là nó chín. Thì là mọi người xong rồi thì mọi người đổ ra đĩa. Mọi người đổ ra đĩa thì là như vậy là ăn thôi. Mọi người thấy không, thì cái tỏi của mình nó vẫn còn thành miếng như vậy. Thì khi mà mình ăn ấy thì là mình gắp chung với lại hoa thiên lý, mình ăn chung luôn. Như vậy mình cảm thấy ăn ngon. Đó, như vậy là xong một cái hoa thiên lý xào tỏi. Nói chung là rất ngon nha mọi người nhá. Nhìn như vậy thôi nhưng mà ăn rất hao cơm. Chỉ cần như này thôi là đã tốn cơm lắm rồi mọi người ạ.